Chào cả nhà đã đến với Mỹ đi linh tinh thôi vườn lót. Hôm nay Mỹ đang ở chợ bầu trời ở Maui Highway. Mời cả nhà đi với mình nhé, đi thôi. Thấy cái cảnh này ở Maui nè. Chợ này chủ yếu là bán cho người du lịch thôi. Mỹ Cà Lam sẽ kết thúc video tại đây ạ. Hẹn gặp lại những video mới. Xin cảm ơn.